Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình có ít loa xí ngầu, loa Cube, loa vệ tinh của hãng Bose, hay chúng ta còn gọi là loa lời. Tại vì dòng này thì nó, cái giải mic và giải chép của nó khá là hay, bởi vì nó sử dụng những củ loa toàn giải của Bose, cho nên cái tiếng trung âm và tiếng tiếng chép rất là tốt. Cho nên rất là nhiều anh em thích dòng này ha, và dùng để trở lời. Thì năm nay chúng ta gọi là loa trở lời ha, chứ thật ra trên thế giới này không có cái loa nào gọi là loa trở lời cả. Chẳng qua là ở Việt Nam chúng ta quen cái tên gọi những cái dòng loa toàn giải thế này ha, dùng để hỗ trợ mic chép, giúp hỗ trợ nghe nhạc và karaoke hay hơn, thì chúng ta gọi là loa lời thôi ha. Rồi, ok, thì đây tất cả những cái dòng loa xí ngầu của Bose mà mình có được ha. Bởi vì nó gọi xí ngầu tại vì nó sở hữu một cái củ loa nó vuông 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 vắn thế này bạn ha, giống như những cục xí ngầu vậy đó ha. Thì chúng ta gọi là loa xí ngầu. Rồi, ok, thì ở đây mình có xin lỗi các bạn ha, ở đây mình có được ít cặp loa ha, thì mình sẽ lần lượt quay sơ cho bạn xem về phần ngoại hình ha, và cũng như là báo giá từng cặp ha trong ở đây. Rồi, thì trước khi đi vào cái từng cặp ha, thì đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái cặp dây. Thì mình đã làm sẵn tụ cản ha, và mình nối sẵn dây nhợ hết rồi ha, đỏ đen. Thì về chúng ta chỉ kết nối song song với cái cặp loa chính chúng ta đang hát thôi ha. Chúng ta chỉ cần cắm từ cái đuôi loa của cặp loa chính chúng ta đang hát ha, thông qua cái cặp dây này, cặp tụ này, và đi qua những cặp loa xí ngầu này ha, thì để chúng ta trả lời ha. Như vậy đơn giản là xong. Không cần phải đấu trực tiếp từ âm ly rùm ra ha, chúng ta đấu một sợi dây ngắn thế này thôi, để những cái loa lời, loa xí ngầu này ở trên nóc của cặp loa chính ha, ví dụ như là cặp loa 301 chẳng hạn ha. Rồi, thì dây mình đã thi công sẵn ha, và giá hôm nay mình báo ha, thì sẽ bao gồm là một cặp loa và một cặp dây như thế này ha. Thì dây này là dây gắn cặp tụ ha, cặp tụ này là hàng linh kiện loại tốt nha các bạn ha, hàng linh kiện loại tốt 100V, chúng ta xài thoải mái với tất cả những cái dòng lo âm ly gia đình ha, 100V đó. Hàng linh kiện loại tốt ha. Đó, ok, đây là cặp dây mình sẽ tặng kèm. Thì chương trình này hiện tại nó chỉ áp dụng với những cái lo mình để trước mặt các bạn ha. Thì khi nào mình hết cái này thì mình sẽ ngưng, và mình khi mình có cái đợt hàng mới thì mình tiếp tục quay và mình giới thiệu ha. Còn giữa thì nhiều khi mình hết hàng thì mình giống như là mình hết dây, hoặc là mình hết tụ ha, hoặc là mình hết lo, thì mình không có áp dụng được ha. Đó, thì hiện tại là chỉ áp dụng với những cái cặp lo đây thôi ha. Rồi, ok, đầu tiên thì mình sẽ có một cái cặp lo, hai cặp lo, ba cặp Bose Cube Jewel ha. Thì cái dòng Jewel á, thì đây là dòng e căng của nó bằng kim loại nè ha, e căng bằng kim loại ha, logo bóng loáng rất là đẹp. Dòng Jewel này là dòng nhỏ nhất, nó là dạng cube đôi nhỏ nhất trong trong tất cả các dòng Cube ha. Mình để các bạn xem cho bạn xem cái bạn dễ so sánh kích thước của nó nè, nó nhỏ nhất ha, tiếng của nó mảnh, chi tiết, sáng rất là hay ha. Jewel này là nó nằm trên những cái đời lifestyle, những bộ dạng lifestyle của Bose. Còn những dòng loa lớn này thông thường là nó đa số là nằm trên những cái đời Ultimate của Bose. Thì cái đời lifestyle là cái đời nó cao hơn những cái đời Ultimate, đó là mình nói cái đời của những bộ loa ha. Rồi, về đặc trưng của những dòng Jewel này, tiếng nhỏ mảnh, chi tiết rất là thật các bạn ha, và rất là bay tiếng ha. Tiếng nó rất là thật, ca sĩ hát ca cái tiếng nó trong veo, trong vắt, nghe sướng lắm ha. Dòng này anh em nào ghép chung với Super M5 cũng hay ha. Thay một cặp Cube A15 này bằng một cặp Jewel này nghe rất là hay ha. Nghe tiếng mảnh, chi tiết ha, đánh remix mấy cái bài nhạc các bạn ha, những cái tiếng nhạc cũ rất là hay, rõ ràng nó mảnh và chi tiết hơn những cái dòng Cube lớn ở đây ha. Ngược lại, những dòng Cube lớn ở đây thì tiếng của nó dày hơn tí xíu ha, so với thằng này ha.
Rồi jewel thì trong tiếng Anh của nó có nghĩa là kim cương các bạn ha, hòn ngọc ha, những cái hòn ngọc quý giá, kim cương, hộp xoàn rồi đó ha. Đó là cái chữ jewel đó. Anh em là đi ra những cái tiệm vàng, tiệm kim cương B&G rồi ha, anh em sẽ thấy cái chữ jewel nó xuất hiện trên những cái loại đá quý ha, kim cương, hộp xoàn. À, hôm qua đó cái tên hãng Bolson đặt như vậy. Rồi, ở đây thì mình có 3 cặp ha, thì trong đó một cặp màu đen. Tình trạng zin đẹp đây, cặp màu đen mình quay qua xem ha. Đây, tình trạng zin đẹp ha. Lưới sắt ha, lưới là kim loại. À, cặp màu đen. Rồi, một cặp màu trắng. À, cặp màu trắng này mình để phân loại sẵn, cặp màu trắng này lo rất là đẹp nè, ha, cực kỳ đẹp luôn. Bạn nhìn nè, cái logo đó nè. Nhìn rất là sướng mắt luôn. Sơn zin của nó ha. Con này sơn zin màu trắng nõn nà rất đẹp. Nhưng mà đi chung với thằng này là cặp này cũng khá, chiếc này cũng khá là đẹp, nhưng mà bên nó hàng là hàng Mỹ về bạn ha, và nó bị sơn bên Mỹ ha. Thật ra mình cũng chẳng thèm phải sơn cái này làm gì bạn ha, nó xấu thì mình bán xấu thôi. Nhưng mà cặp này là bên Mỹ, mấy thằng bên Mỹ, ông Mỹ ông sơn. À, em mình cũng không biết là ông sơn làm gì ha. Mà nói chung là hàng về, ví dụ như con này là cái da, mấy con này da nó sơn nguyên bản thì mình nói nguyên bản, còn con này nó đã bị sơn lại thì mình nói đã bị sơn lại ha. Nhưng mà mặt mũi đẹp nè ha. Đó là cặp trắng thứ nhất ha. Rồi cặp màu trắng thứ hai thì nó cũng zin đẹp ha, logo này nó rất là đẹp, nhưng mà nó bị cấn là cái dòng này, cái vỏ khá mỏng ha, nó cấn bị nứt cái cạnh trên thế này. Hoặc anh em nào không ấy thì anh em có thể xoay, anh em có thể tháo cái căng ha, anh em tháo cái căng cây trên để dưới này nè ha, thì chúng ta thấy, chúng ta để phía dưới thì ra cũng không thấy, tại vì để trên để dưới như nhau, cái lo này nó không có xác định hướng nhiều đâu ha, chúng ta đổi cây căng là ok. Đó. Rồi tương tự như thằng này nè, thằng này thì mẻ cạnh đây, mẻ cạnh đây, nếu mà cạnh này anh em nào để hướng xuống này, à, xoay cái logo, đổi logo từ này xuống đây vẫn ok ha, để dưới cái bàn này vẫn đẹp ha. Đây đó. Rồi rồi ok ha, thì đây là ba cặp Cube Jewel ha. Thì dòng Jewel trước giờ mình bán giá khá là cao, mình bán giá cao hơn những cái dòng Ultimate đây ha. Mình không biết những cái hàng mà trôi nổi ở thị trường Việt Nam, nhiều anh em bán mấy cái trên mấy trang Facebook đồ đó, thấy anh em bán những cái dòng Jewel rẻ lắm ha. Mình không biết là hàng đó xuất xứ thế nào ha, hàng bãi Trung Quốc hay là hàng bờ Việt Nam mình không biết ha. Nhưng mà thấy anh em bán Jewel rẻ hơn những cái dòng này ha. Nhưng mà trước giờ đa số mình bán Jewel là đều cao hơn dòng này cả ha. Đó, tại vì nó đời cao hơn, tiếng của nó anh em là biết nghe rất là hay. Rồi Jewel thì mình sẽ tặng kèm anh em một cái rắc domino ha, thế này ha, chúng ta cắm vào đây nè, đó chúng ta đấu dây vào không ảnh hưởng tới cho cầm cả ha. Đó rồi thì vẫn bao gồm một cặp dây, một cặp trụ ha bạn ha. Đó rồi thì giá ha, giá cặp này ha là 2,6 triệu ha. 2,6 triệu là cái cặp màu đen này bạn ha. Rồi cặp màu trắng đẹp này, không cấn mà một lo zin, sơn zin trắng đẹp nõn nà, một lo bị thằng Mỹ nó sơn, 1,9 triệu cặp này, 2,6 triệu cặp này các bạn ha. Và cái cặp này mẻ thế này, thanh lý luôn ha, 1,5 triệu, 1,5 triệu nha các bạn. Đó thì hai cái cặp này là mình tính là dùng để lắp cà phê nè, để lắp cà phê là để thường thường treo cà phê chúng ta treo lên cao thì không có thấy ha, thì thường chúng ta treo cà phê treo cao lên nè, rất là ok ha. Thì mà ok thì đăng thanh lý thế này, anh em nào chơi được thì chơi ha, chứ mình dự định mình sẽ đem những cái này lắp cà phê. Rồi ok, xong ba cặp Jewel. Rồi tiếp theo thì tới cube đơn thì mình có một cái đời series 2 chỉ đỏ màu đen và đời series 3 màu đen ha. Rồi series 2 chỉ đỏ màu đen thì nó như thế này. Rồi ha, đơn thì nó một cú lo thôi, còn mấy thằng đôi này thì gồm hai thằng đơn ghép lại, ghép nó tiếp nhau thôi ha. Đời này thì nó nằm trên những cái bộ AM6 rồi ha, thì cái rắc của nó là rắc bông sen nha. Rắc nó rắc bông sen đây ha, keo lo này kia rất đẹp ha, bụi bặm chưa vệ sinh kỹ nữa ha. Nói chung tất cả những cái hàng bán cho các bạn, hàng mà mình lấy về á là mình nhập được trực tiếp á, thì mình cam kết các bạn là hàng nó zin, nó zin nguyên bản ha. Còn gần đây thì mình có một số trường hợp mình nhập của một số anh em mối lái ở Sài Gòn á, thì mấy anh em đó lúc đầu làm việc được thì lúc sau cũng hàng này nọ tầm bậy tầm bạ các bạn ha, nghĩa là lúc đầu thì giao hàng zin này nọ kiểu mình bán mình cũng không để ý, nhưng mà lúc sau đó thì không biết là vì lợi nhuận, vì kinh tế gì đó mà giao cho mình mấy cái hàng sửa chữa tùm lum tùm la ha. Mình về mình chủ quan mình cũng không có tháo qua kiểm tra nữa, cho nên nhiều khi bán cho khách nó lại nói chung là mất uy tín, mất lòng ha. Nhưng mà nói chung những cái hàng nào mà trực tiếp của mình đó, thì mình luôn cam kết cho anh em là hàng zin ha.
đó, và cái nào tháo được mình sẽ tháo ra kiểm tra đảm bảo hàng zin nguyên bản gửi các bạn ha. Còn một số cái trục trặc không mong muốn thì nó coi như xui ha, thì mấy anh em làm việc không quy chính thì coi như mình bỏ qua luôn ha, coi như không làm việc lại nữa đó. Gặp một hai lần rồi thôi đó. Rồi đây là xí ngầu đơn ha, thì đơn với đôi này y chang nhau, không có khác gì hết đó. Chẳng qua thằng đôi này gồm hai thằng đơn chồng lên và ghép nó tiếp với nhau thôi. Đây thằng đơn CG2 và tiếp theo mình có thằng đơn CG3. Đơn CG3 thì nó như thế này đó. Lưới thế này ha. Rồi đơn CG3 dày đó, một cũ thôi đó, gài lo đỏ đen gài vô nhấn xuống đó. Rồi giá gồm cặp dây cặp tụ ha, cặp series 2 này 1,1 triệu ha. Cặp series 3 này 1,4 triệu nha các bạn đó. Rồi ok, tiếp tục tới series 3 màu đen. Series 3 màu đen thì nó vậy, xây ra hướng được. Nói chung dòng series 3 màu đen là cái dòng mà nhiều anh em ưa chuộng nhất, tại vì thiết kế của nó nặng nè, rồi ngầu nè ha, đó, tiếng dày dặn đó, thì nhiều anh em thích chơi series 3 đó. Đây series 3 thì đó, bên trong thế này thì củ lo nó ép luôn trong đây nè. Nếu anh em nào thấy về những cái viền này nè, cái viền ở cạnh lo nó có dấu nại nè, thì khả năng là lo đã bị tháo rồi ha, hoặc là nó ai làm gì đó. Còn ha, còn nguyên bản của nó ép keo thôi nè, cho nên khả năng zin chúng ta còn rất là cao ha. Đó thì lưới đây ha, đó Super series 3 màu đen, tương tự series 3 màu trắng thì nó cũng y chang màu đen thôi, nhưng mà nó là màu trắng đó. Cặp màu trắng này đẹp quá trời luôn, anh em nào ngại chơi màu trắng chứ mấy cặp màu trắng này quá trời sang. Đây căng màu trắng rồi, series 3 ha, màu đen cặp này. Series 3 màu đen cặp này thì là giá là 2,5 triệu nha các bạn ha, giá 2,5 triệu cặp này. Series 3 màu trắng thì cặp này 2,6 triệu ha. Rồi thằng màu trắng này thì mình còn vài cặp xấu hơn thì giá nó tầm từ 2 triệu tới 2,6 triệu. Màu đen thì hiện tại chỉ có một cặp duy nhất này thôi, 2,5 triệu. Xí ngầu series 3 này hiện tại chỉ có một cặp thôi, là 1,4 triệu. Thằng này xí ngầu đơn series 2 hiện tại cũng chỉ có một cặp thôi, 1,1 triệu. Thằng này màu đen ha, cũng chỉ có một cặp thôi. Thằng màu trắng chỉ có một cặp, màu trắng này cũng chỉ có một cặp ha. Đó. Rồi tiếp theo thì mình tới cái thằng xí ngầu series 2 chỉ đỏ red light ha, thì nó có màu trắng và màu đen. Thì dòng này thì mình hiện tại mình có hai cặp, một cặp này đẹp nè, còn cặp kia nó xấu quá trời, hay cắn bắp méo thì cặp kia mình sẽ thanh lý giá rẻ, nhưng mà nó xấu quá mình cũng chưa có nó về, nó bị cắn dập mớp ha, mình cũng chưa có vệ sinh này nọ, đem lên thì nó xấu video quá nên không có đem. Thì anh em nào thích hàng xin mà nó xấu giá mềm thì liên hệ sao ha, liên hệ riêng với mình. Rồi thằng này thì xí ngầu series 2 chỉ đỏ bên đây nó có chỉ đỏ anh ha. Đó. Thì cọc ấm lo thì như bình thường thôi. Đó. Chúng ta gài dây đỏ đen vô cũng là xoay ra hướng như thế này. Đó. Xoay được tới phía sau luôn. Đây ha. Dòng series 2 này thì tiếng nó sáng mà ha, tiếng nó sáng và nó chi tiết, nó len keng ha. Hơn series 3 ha, tiếng sáng chi tiết len keng series 3. Cái thiết kế chỉ đỏ cách điệu rất là đẹp. Đó. Hàng Mỹ chưa qua sử dụng tại Việt Nam ha, tất cả những hàng này đều chưa qua sử dụng tại Việt Nam ha. Những cái hàng dòng Cuba xí ngầu này mà anh em mua cái hàng mà nó đúng với hàng bãi Mỹ Nhật á, bên kia họ xài đồng bộ với những chiếc súp của Bose, thì bên trong nó có mạch phân tầng, có bóng đèn bảo vệ hết, cho nên mấy cái lo xí ngầu Cuba này nó còn rất là tốt. Còn những cái dòng này mà anh em mua mấy cái hàng ở thị trường Việt Nam á, khi mà chúng ta ghép không đúng cách á, thì nhiều khi tiếng bass nó nhồi vô những cái lo Cuba nè, hoặc là quá công suất nó nhồi vô những cái lo Cuba này nè, thì lâu ngày là giảm đi chất lượng, giảm độ bền của những dòng loa này đó. Còn những cái hàng mà bãi Mỹ Nhật bên kia họ chơi đồng bộ với súp của Bose thì phải nói là chất lượng cực kỳ tốt. Nói chung mình về nhiều khi 100 cặp mà không có một cặp nào mà nó hư hết, không có một cặp nào nó hư nó rè luôn, cái đó là xin đảm bảo các bạn luôn, tại vì hàng bên đó nó chơi đồng bộ thì nó rất chất lượng rất là tốt ha. Rồi xí ngầu chỉ đỏ màu đen này thì mình có hai cặp ha. Cặp này thì có khách Hải Phòng chốt, vừa chốt trước khi mình đang soạn video thì có khách Hải Phòng chốt rồi ha, chốt cặp này rồi. Thì còn một cặp mà xấu nữa ha, thì cặp đó thì để mình coi lại tình trạng sao, mình báo giá sao. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua Zalo, Facebook ha.
mình gửi chi tiết cặp đó sau ha. Cặp này là mình đăng là 2.3 triệu nè, thì có khách hàng phòng chốt rồi ha. Rồi ở đây thì có cặp cũng là xí ngầu series 2 chỉ đỏ luôn, nhưng mà vấn đề tại vì màu trắng cho nên nó không có làm cái màu đỏ lên nó chói, cho nên nó làm cái chỉ xám xám này ha. Đó, rất là đẹp. Đó. Đó. Hàng thị trường Mỹ bạn ha, hàng thị trường Mỹ. Rồi cặp màu trắng này thì cái màn nó màn tím khá là đẹp nè, màn tím ha. Mũi lo đường keo lo bóng lưỡng rất là đẹp nè. Ốc vít còn mới căng à. Đó. Rồi cái cặp màu trắng này thì giá 2.4 triệu, cặp này trắng đẹp đen keng ha, giá 2.4 triệu. Giá 2.4 triệu. Màu trắng này thì mình còn một vài cặp nữa, giá từ 1.9 triệu cho tới 2.4 triệu ha. Rồi cuối cùng thì mình có một cặp loa Bose Cube Center dòng gân sắn ha, cũng nằm trên những cái đời lifestyle của Bose. Những cái dòng lifestyle thì thường nó sử dụng là dòng JBL, dòng nhỏ JBL nè, hoặc là nó sử dụng cái dòng lớn. Dòng lớn thì là thường là những cái đời gân sắn. Gân sắn không, nó soi gân tròn ha, gân tròn là những cái đời thấp hơn, còn gân sắn là những cái đời nó cao hơn ha. Rồi thì Cube Center thì anh em nhìn cái căn này nè, cái căn dạng nằm chứ nó không phải là cái dạng đứng như thế này ha, và không có xoay gì cả, nó cố định cái trục này luôn. Thì nó như thế này ha, phía trên như thế này, bên hông như thế này đó. Rồi đây là cọc loa phía sau ha, logo Spo, cọc cắm loa có cái lỗ để chúng ta có thể treo loa ha. Đó thì cái dòng Cube Center này thì nó rất là hiếm, tại thông thường là nó sẽ nằm trên những cái bộ dàn đa kênh ha, những bộ dàn lifestyle đa kênh 5.1 7.1 đó của Bose đó. Thì thằng này là lo trung tâm, nó sẽ để ở giữa, chúng ta gọi là lo center đó. Thì những thằng này khá là hiếm ha. Thì mình cũng chưa có tháo mấy cái dòng này ra để kiểm tra so sánh với những cái dòng lo bên đây ha, như thế này ha, mình không biết nó bên trong có khác gì hay không. Nhưng mà thông thường những cái dòng lo center thì nó sẽ được chăm chút và chất âm hơn, tại vì nó là trung tâm của bộ vàng mà ha, nó là trung tâm của bộ vàng đó. Thì dòng cân sắn này rất là mềm, cân sắn này mềm mềm xèo à. Ha. Ha. Và những cái dòng Cube Center này nó hiếm gặp ha, và giá mua khá là cao, giá nhập khá là cao. Mình thử search trên eBay anh em sẽ thấy giá khá là cao ha. Rồi Cube Center này nếu mà anh em nào mua lẻ một cái là 1.7 triệu ha, còn nếu mà mua một cặp là 1.6 triệu nhân 2 là 3.2 triệu một cặp, 3.2 triệu một cặp ha. Anh em nào có cái những dạng lo ngang ngang mà không thích để lo đứng này ha, thì muốn một cái cặp lo center để nằm phía trên cặp lo chúng ta thì chọn cặp này ha. Khá là hiếm ha, 3.2 triệu. Rồi ok, tổng quan thì có vài món đây quay báo giá các bạn ha. Rồi quên nữa, cái lo này ha, hồi nãy thì nó sử dụng cái rắc bom sen này, thì anh em nào mua thì mình cũng sẽ tặng anh em cái rắc domino này ha, để ta cắm vào đó để ta sử dụng ha. Còn là Cube Jewel á, thì đây Cube Jewel thì vẫn có cái rắc domino ha, cắm vào và đấu dây vô đó. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha, anh em nào hợp nhãn thì liên hệ ha. Rồi hẹn các bạn những video clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này.